Em xin giới thiệu ra chút về bản thân của em nha, nãy giờ em quên giới thiệu luôn á. Em tên đầy đủ là Lại Ngọc Y, năm nay em 35 tuổi. Công việc trước đây của em là công việc nhà nước, thì em cũng đến với Amway cũng rất là tình cờ. Đó là lãnh đạo trường, nói chung là ảnh cũng chia sẻ với em rất là nhiều lần. Nhưng mà vì một cái lý do giống như là trước đây em đã từng là nhà phân phối của Amway rồi, nên là em không có thành công với nó. Bởi vì là con người em rất là nhút nhát, với lại là em có những cái mối quan hệ em rất là ít, với là cái hạt gôn của em nó không có tốt á, nên là chắc có thể đó là một cái hạn chế mà em cũng không có thành công và phát triển được với Amway. Nên ảnh chia sẻ cho em biết về giá trị đó rồi anh à, nên là em cũng không có dám đón nhận bởi vì mình không không có thành công á, nên mình cũng ngại đi đi thêm một cái lần lần nữa, nên là mình mới thôi dạ được rồi anh. Cái lần lần tiếp theo thì anh cũng lại chia sẻ, anh cũng kêu y lên nói chuyện nhau một câu gì đó rồi mình hiểu ý. Anh nói là được rồi em cứ làm đi, ở đây sẽ có mấy anh chị sẽ hỗ trợ, em cứ gặp với chị y á, với chị Mai y không thế là biết rồi mình hiểu luôn. Cái xong cái dạ mình cũng dạ dạ vậy đó, xong rồi cái dịch tới rồi mình cũng lo làm cái công tác chống dịch, nên là mình cũng không có quan tâm về tới cái vấn đề mà anh Trường chia sẻ nữa. Hết dịch đó thì mình chị Y cũng hay nói chuyện với mình lắm nha, mình biết luôn. Cái xong rồi á thì chị Y ơi, chị đem giùm em hũ C nha, thì giờ em làm trong cái mấy cái phòng chống dịch đi các điểm tiêm này nọ, rất là virus này kia mình cũng sợ, thế là chị đấy đem lên cho mình cũng cười mình cũng hiểu. Xong rồi qua hết dịch rồi á thì chị em lại nói chuyện với nhau, thì đến mãi đến tháng 5 luôn á, là cũng một ngày thứ bảy nhớ, ngày đó thì chị ấy đi họp cuối năm cho con, mà chị cũng dành thời gian cho mình, cũng chạy về gặp mình nói chuyện này nọ cũng OBB luôn. Em nói chị em biết này rồi chị khỏi nói đi, bây giờ hả là giờ em là phải làm sao, cái gì cái mã thẻ cũ của em á là em nghĩ là nó đã cũng hết 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 hiệu lực rồi, chị làm chị có thể là làm cái mã thẻ như thế nào và chị em cái cách làm, chứ bây giờ em thì cái chị là em đã biết về nó rồi mà làm không được, bây giờ mà cứ bỏ em bơ vơ là em lại bỏ nữa. Cái xong thì cái lần chị ấy rủ mình là đi đại hội thành công, thì đến tháng 7 là mình đi tham gia đại hội thành công với lại cả nhà, thì ở ở trên cái môi trường đó mình thấy rất là nhiều anh chị thành công chia sẻ, và có chị đó là chị Xuân á, chị Xuân em của chị Lan á, chị ấy chia sẻ về gia đình mình rất là giống như cái chạm nó cái trái tim của mình cùng tần số với mình á, và lúc đó mình nói chung là mình nghĩ. Là mình nghĩ về ba mẹ mình rất nhiều, nên là mình chung là cái mình được ba mẹ mình cho mình đi ăn học rất là nhiều, mà mình cũng không có lo được cho cuộc sống giống như là. Cảm ơn em nhé. Mình là con út ở trong nhà nên là ba mẹ cho mình ăn học để mình có một cái công việc ổn định để làm có thể lo được cuộc sống cho bản thân, nhưng mà mình muốn nhiều hơn, mình muốn cho lo lắng cho ba mẹ. Ba mẹ mình cũng lớn tuổi rồi, cũng sức khỏe cũng yếu lắm, nên là mình thấy chị ấy chia sẻ về ví dụ như là có thời gian cho ba mẹ nè, mua dinh dưỡng cho ba mẹ dùng, những lúc mà ba mẹ bệnh gì nọ thì có thời gian để chăm sóc. Nên là ở cái môi trường này á, lần đầu tiên cái giá trị đầu tiên thấy rất là giá trị báo hiếu nè, nên là mình nó cùng tần số với mình nên mình rất là tâm đắc với cái giá trị đó. Các anh chị cũng biết là khi mà mình đi làm á thì mình cũng muốn là mình tích góp lại cho con cái sau này, nên là các anh chị cũng chia sẻ về cái giá trị thừa kế á, thì mình cũng rất là thích. Bắt đầu năm mình cũng đi làm, mình cũng đi học để mình thăng tiến trong công việc, nhưng mà mình cũng không được cái giá trị đó, bởi vì khi mà mình đi cố gắng vừa đi học vừa đi làm ban đêm hết cả 5 năm để đạt được cái bằng đại học, nhưng mà hả
làm được với cái bằng đại học đó chỉ trong 6 tháng thôi là mình bị trúng vào cái đợt là tinh giản biên chế của nhà nước á, nên là trời ơi mình rất là hụt hẫng và buồn lắm nha. Trời ơi mình học mấy năm mình cày như vậy mà mình không có được cái giá trị như thế nên là mình rất là buồn. Sau khi mà được các anh chị chia sẻ về cái giá trị thừa kế và những cái về tự do về tài chính đó, mình rất là tâm đắc và mình có một cái động lực để mình cống hiến, mình có thể nỗ lực hết hết khả năng của mình đó. Đó là cái giá trị mà đi rất là muốn theo đuổi. Về ví dụ như là mình về ba mẹ của mình đó, thì mình cũng muốn là cho ba mẹ đi du lịch này nọ, hoặc là bản thân của mình đó, thì mình cũng có thể là trừ cho con cái đi chơi này kia kia nọ mà không phải là phải lo lắng e dè về tài chính đó. Thì ở Amway thì cũng được các anh chị chia sẻ, cũng như mình cũng đã từng thấy là lãnh đạo Nghĩa là chị Vi đi du lịch mà không cần không không phải tốn một một chi phí nào thì mình rất là thích. Mình cũng muốn là sau này mình sẽ cho con cái mình đi chơi, ba mẹ mình đi chơi như vậy. Ba mẹ mình lớn tuổi rồi nên mình càng phải cố gắng. Mình không biết là bao nhiêu năm nữa là mình sẽ đạt được cái vị trí như vậy, nên là mình cũng cùng ông xã của mình là rất là nỗ lực. Và cái mình cũng bảo trợ được anh ấy cùng đồng hành với mình trong cái môi trường này. Thì cũng cảm ơn rất là nhiều ở các anh chị cũng đã hỗ trợ giúp y bảo trợ được ông xã của mình. Xin mượn tràng vỗ tay của anh chị để cảm ơn. Và một cái nữa là y cũng muốn chia sẻ với các anh chị, y cũng nỗ lực để phấn đấu thì trong cái môi trường nhà nước nhưng mà y cũng đã không có thành công. Nên là y nghĩ là mình đã lựa chọn đúng cái môi trường Amway này rồi, và mình cũng đã thấy được cái đích đến là cái đỉnh vinh quang là đang bên FC đó. Thì các anh chị chỉ cần nỗ lực phấn đấu và mình cố gắng vượt để đạt được cái đỉnh vinh quang đó, thì chúc các anh chị sẽ thành công trong cái môi trường này. Vậy cũng sẽ cố gắng để đạt được cái mục tiêu như vậy. Cảm ơn cả nhà.